kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự 12 giờ trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan tại Indonesia từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9. Tại các công trình giao thông trọng điểm trên cả nước, không khí lao động những ngày nghỉ lễ Quốc khánh rất sôi động, lực lượng thi công tận dụng mọi thời cơ nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đông đảo người dân trên mọi miền Tổ quốc đã về thăm khu di tích Kim Liên, Nghệ An, dâng hương dâng hoa tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo vào trưa nay, mùng 4 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thủ đô Jakarta, Indonesia để tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 9. Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam ở sân bay quốc tế Soekarno Hatta có Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia, Vụ trưởng Vụ Lễ Tân, Bộ Ngoại giao Indonesia, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, Đại sứ trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN. Đây là hoạt động cấp cao thường niên lớn nhất của khu vực với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN cùng lãnh đạo nhiều nước đối tác, nhiều tổ chức quốc tế lớn. Tại các hội nghị, diễn đàn liên quan, đoàn Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu sẽ truyền tải những thông điệp lớn của Đảng, Nhà nước đến bạn bè khu vực và quốc tế về một Việt Nam luôn tham gia chủ động, tích cực, có trách nhiệm, đóng góp hiệu quả vào các tiến trình khu vực. Thủ tướng sẽ có các bài phát biểu chia sẻ quan điểm của Việt Nam, đề xuất các sáng kiến, định hướng trong nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng nhằm hiện thực hóa chủ đề ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng, củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và thế giới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Nhân dịp này, Thủ tướng sẽ có các cuộc gặp với nhiều lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế để thúc đẩy hợp tác song phương. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9 tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Phóng viên Hiệu Hưng, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại ASEAN, thông tin về một số nét nổi bật của loạt hội nghị lần này. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan là chuỗi hoạt động quan trọng nhất của ASEAN cho năm nay, khi diễn ra các hội nghị cấp cao không chỉ của ASEAN mà còn giữa ASEAN với các đối tác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Australia, Nga, Liên Hợp Quốc và Canada. Với chủ đề ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng, dự kiến các hội nghị lần này sẽ tập trung trao đổi các trọng tâm ưu tiên như đánh giá tình hình triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 và các kế hoạch tổng thể trên 3 trụ cột chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Định hướng chiến lược phát triển của ASEAN trong 20 năm tới, hướng tới cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm. Có rất nhiều văn kiện dự kiến được thông qua dịp này, trong đó có cả các văn kiện chiến lược mang tính dài hạn như tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, tuyên bố hòa hợp ASEAN 4, tuyên bố ASEAN là tâm điểm tăng trưởng và các văn kiện trong những lĩnh vực hợp tác cụ thể trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác như an ninh lương thực, kinh tế số, kinh tế biển xanh, nông nghiệp, hệ sinh thái, xe điện, phát triển gia đình và bình đẳng giới, giáo dục mầm non, hòa nhập cho người khuyết tật, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, các hội nghị cấp cao ASEAN lần này sẽ tiếp tục là dịp để ASEAN tăng cường đoàn kết, hướng tới chiến lược phát triển của Hiệp hội đến năm 2045, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong các tiến trình hợp tác phát triển, góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới. Hiệu Hưng, thường trú Việt Nam tại ASEAN. Trước khi lên đường tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện về tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia. Công điện nêu rõ, đến nay cả nước đã có 1.832 km đường bộ cao tốc đang khai thác, đồng thời đang tích cực triển khai các đoạn còn lại trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, các tuyến đường vành đai, vùng thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc kết nối khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Trên các công trình giao thông trọng điểm, cán bộ, công nhân viên và người lao động nhiều nơi vẫn hăng say lao động
vượt nắng, thắng mưa, tháo gỡ khó khăn, làm việc xuyên lễ, trong đó đã đưa vào thông xe khai thác một số đoạn tuyến quan trọng, khởi công thêm một số dự án lớn về hàng không. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng tham gia thi công tư vấn đã nỗ lực quyết tâm để đưa các công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Để tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, kịp thời khắc phục mọi khó khăn vướng mắc, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, các cấp chính quyền địa phương nỗ lực hơn nữa, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa vào khai thác sử dụng các công trình dự án. Ra soát kết nối đồng bộ với các tuyến đường bộ cao tốc, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan có hình thức phù hợp kịp thời để tuyên truyền, động viên, khích lệ, khen thưởng các tập thể cá nhân, tạo khí thế mới, nâng cao tinh thần thi đua, sôi nổi, lao động sản xuất. Và trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương có văn bản hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương về điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ dự án của chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội với các nhiệm vụ dự án thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn, bảo đảm giải ngân tối đa nguồn vốn được giao. Trước mắt tập trung giải quyết ngay các việc điều hòa nguồn vốn cho các dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông và các dự án trọng điểm khác, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành trước ngày 9 tháng 9 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tại các công trình giao thông trọng điểm trên cả nước như là cao tốc Bắc Nam hay dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, không khí lao động những ngày nghỉ lễ Quốc khánh rất sôi động. Lực lượng thi công không chỉ bám sát công trường mà còn miệt mài lao động ngày đêm với quyết tâm qua sông, bắc cầu, qua ruộng, đổ đất, qua núi, khoét hầm để tận dụng mọi thời cơ nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tại dự án đường cao tốc nối Phú Thọ - Tuyên Quang, một trong những dự án áp dụng cơ chế phân cấp cho địa phương làm chủ đầu tư đã đẩy nhanh tiến độ thi công trong những ngày nghỉ lễ. 12 mũi thi công với hơn 200 thiết bị máy móc đã hoạt động xuyên lễ. Không có ngày nghỉ, làm cả ngày cả đêm, tăng ca tăng kíp. Thì hiện nay như vậy là khối lượng đến nay là cơ bản hoàn thành. Các khối lượng chính đến 31 tháng 12 này sẽ hoàn thành toàn bộ dự án. Tinh thần làm việc xuyên ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 đều được triển khai rộng khắp ở các công trình dự án trọng điểm quốc gia. Chia sẻ với những cái vất vả của công nhân và kỹ sư thì các nhà thầu chủ đầu tư đều áp dụng mức thưởng 300% trong dịp lễ này. Hầm Tuy An thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn qua Phú Yên có chiều dài hơn 1,2 km. Đây là hạng mục có khối lượng thi công lớn và phức tạp nhất, nên hai nhà thầu phụ trách phía Nam và Bắc hầm vẫn duy trì 2 ca làm việc 24/24 giờ trong 4 ngày nghỉ lễ. Tất cả các ngày lễ là anh em đều làm việc với tinh thần là cố gắng làm việc cho hoàn thành được tiến độ. Tại gói thầu thi công hầm Đèo Bụt thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông có chiều dài hơn 800 mét. Do địa hình đồi núi phức tạp, các mũi khoan phải thực hiện nhiều lần mới đạt. Nhà thầu đã huy động hơn 60 công nhân, thi công 3 ca 4 kíp để có thể đào thêm khoảng 30 mét hầm trong những ngày tới. Địa hình rất là phức tạp, về có những tụ thủy và địa chất đứt gãy và đất đá nong rời. Tư vấn giám sát và cùng với nhà thầu đã đưa ra những giải pháp đúng với thiết kế và đảm bảo chất lượng và tiến độ. Còn tại dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, tuyến giao thông huyết mạch của vùng đồng bằng sông Cửu Long, những cơn mưa kéo dài thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thi công, nên các đơn vị thi công đã nỗ lực ngày đêm, tổ chức làm bù, tăng ca trong những ngày lễ để đảm bảo tiến độ. Nhà thầu đã huy động được 300 cán bộ nhân viên, kèm theo là 350 đầu máy để triển khai thi công. Thì cố gắng ban sẽ quyết liệt đôn đốc triển khai thi công để đến 31/12/2023 sẽ đảm bảo được tiến độ giải ngân, tiến độ sản lượng 35%. Công trường của dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh cũng đang hối hả trong dịp lễ nhằm giữ vững tiến độ cho dự án quan trọng nhất của thành phố. Hiểu được ý nghĩa quan trọng của đường vành đai 3, cho nên là cũng có cái chế độ là đãi ngộ xứng đáng cho công nhân trong những ngày nghỉ, và anh em công nhân trực tiếp làm việc cũng hiểu được cái ý nghĩa quan trọng của đường vành đai 3
cho nên là cái không khí mà lao động trên công trường rất là hăng say. Thực hiện 3K 4 kíp, hàng loạt những công trường đang không có ngày nghỉ lễ để nhằm đưa các công trình dự án lớn về đích sớm nhất với chất lượng cao nhất. Qua đó giúp các địa phương và cả nền kinh tế sớm phục hồi và đạt tăng trưởng cao trong quý còn lại của năm nay. Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore, tỉnh Bình Dương đã công bố thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore. Trung tâm sẽ tạo môi trường nghiên cứu khoa học và công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ, mô hình sản xuất kinh doanh đáp ứng xu thế của cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời tạo dựng hệ sinh thái mới, thu hút các nguồn lực xã hội cùng tham gia nhằm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Bình Dương, nhất là chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về đổi mới sáng tạo với các đối tác Singapore cũng như là kết nối các đối tác đổi mới sáng tạo khác. Đây sẽ là bước đệm trong quá trình chuyển đổi của Bình Dương hướng đến xây dựng mô hình khu công nghiệp khoa học công nghệ của tương lai. Trong giai đoạn đầu, Bình Dương đã có nhiều hệ sinh thái mà đã đáp ứng, thích ứng cho cái giai đoạn ban đầu phát triển rất là tốt. Tuy nhiên, cái giai đoạn mới là làm thế nào để vượt qua 7 thu nhập trung bình, là đây cần một cái hệ sinh thái rất là lớn. Cho nên từ năm 2015-2016 thì tỉnh Bình Dương cũng đã xây dựng cái đề án phát triển thành phố thông minh Bình Dương. Và thời kỳ năm 2020 thì Bình Dương cũng đã nâng cái đề án này lên là vùng đổi mới sáng tạo. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ cập nhật 122 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị vào kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025. Các dự án này dự kiến cung cấp hơn 25 triệu mét vuông sàn nhà ở, khoảng hơn 91.000 căn. Thành phố sẽ cập nhật 8 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Các dự án này dự kiến cung cấp khoảng 485.000 mét vuông sàn nhà ở, tương ứng hơn 5.500 căn hộ. Trong phần tiếp theo của bản tin, tỉnh đoàn kết, kỳ cương, sáng tạo tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đang được các nhà trường nỗ lực thực hiện. Người dân Hải Hậu của tỉnh Nam Định háo hức đón mừng ngày Tết Độc Lập. Đây là dịp để những sắc màu văn hóa truyền thống lan tỏa và gắn kết tình đoàn kết các dân tộc tôn giáo. Thưa quý vị, vào ngày mai, mùng 5 tháng 9, hơn 22 triệu học sinh trên cả nước sẽ khai giảng năm học mới. Và cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của các nhà trường đã sẵn sàng. Nhiều cách làm đặc biệt cho lễ khai giảng cũng đã được tổ chức. Phóng viên Phạm Hà đưa tin từ Hà Nội. Nếu năm học mới là một chuyến tàu, thì hôm nay tại trường học này, chuyến tàu đã bắt đầu mang tên Chuyến tàu Hạnh phúc. Đây cũng là cách khai giảng đặc biệt của nhà trường để trong ngày hôm nay và ngày mai, các học sinh phụ huynh cùng trải nghiệm một chuyến tàu hạnh phúc. Được thiết kế như một chuyến tàu có ga chờ với các quán hàng rong và nhất là những lời nhắc nhở, hành khách tĩnh tâm để xem mục tiêu lớn nhất trong năm học của mình là gì. Tiếp đó, các phụ huynh và học sinh sẽ đi qua các chặng hiểu biết, tử tế, biết ơn, trưởng thành, hạnh phúc. Ngoài việc học để có tri thức, thì học để có cảm xúc, để có lòng biết ơn và thực sự hạnh phúc là điều mà các nhà trường hướng tới. Cho đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị lễ khai giảng đã được các trường học trên cả nước chuẩn bị đầy đủ. Và một tinh thần chung nhất là để học sinh thực sự làm chủ trong ngày hội của mình. Vâng, và ngay sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vào ngày mai, mùng 5 tháng 9 sẽ là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường bắt đầu năm học mới. Ở những nơi đầu sóng như là huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền và người dân cũng đang chung tay chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho lễ khai giảng. Với đặc thù của vùng hải đảo, cơ sở vật chất thường xuyên bị xuống cấp. Thế nên hàng năm, Lý Sơn luôn chủ động nguồn sách giáo khoa và tu sửa trường lớp. Dự kiến năm học này, huyện Lý Sơn có khoảng 6.000 học sinh trong độ tuổi đến trường. Ngày 5 tháng 9, khoảng 22 triệu học sinh mầm non phổ thông trên cả nước sẽ khai giảng năm học mới. Đây cũng là ngày hội của khoảng 1,6 triệu giáo viên. Chủ đề năm học này là đoàn kết, kỳ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Tinh thần này đang được các nhà trường nỗ lực thực hiện dù là ở những nơi khó khăn nhất. Môn tin học, sách giáo khoa và bài tập. Những học sinh của trường tiểu học Nam Cao đang nhận sách giáo khoa mới của lớp 4. Nhờ quyết tâm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới mà năm học vừa qua, những học sinh lớp 3 ở huyện khó khăn nhất của tỉnh Cao Bằng đã được học tiếng Anh và tin học. Dù giáo viên thiếu, phòng học chức năng chưa có, nhưng các em đã có sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục. Từ này là gì nhỉ? Từ hello. Thế còn đây? How are you? Giỏi quá. Con có thích học tiếng Anh không? Thích. Vì sao con lại thích tiếng Anh? Vì những bức tranh rất là đẹp. Chương trình mới cũng lấy học sinh làm trung tâm. Cô giáo khuyến khích học sinh dù vừa vào lớp 1 cũng tự tin ứng cử làm lớp trưởng. Chào cả lớp, mình là lớp trưởng của lớp 1A4. Theo con, vì sao con có tố chất để làm lớp trưởng? Con bước vào lớp, con tự tin, con nói to gió vàng ạ. Cô Quế có được tinh thần đổi mới này sau 3 năm thực hiện chương trình 2018. Trong giờ học, những phần khởi động, hoạt động nhóm, chơi trò chơi được cố gắng đưa vào để học sinh hứng thú với bài học. Bản thân cô đã chủ động đổi mới. Nghiên cứu thêm những đổi mới của Bộ Giáo dục và trau dồi thêm những kiến thức về mạng Internet, về công nghệ thông tin vào áp dụng vào bài học. Đổi mới chỉ hiệu quả khi giáo viên thực sự quan tâm đến từng học sinh. Trong lớp học này, cô giáo thiết kế những hòm thư để các học sinh chia sẻ với nhau và với chính giáo viên những điều mình hài lòng hay chưa thoải mái ở lớp học. Để từ đó khi mà các bạn nhìn vào, các thầy cô giáo nhìn vào có thể nắm được cái tâm tư của các con. Để từ đó thì các thầy cô có thể điều chỉnh, có thể hỗ trợ khi cần thiết. Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới là phát huy tối đa phẩm chất, năng lực của học sinh. Quá trình đó cần nhiều kiên trì và nỗ lực. Những em nhỏ này đang được học một loại nhạc cụ khác. Năm học mới với các em đang hứa hẹn thật nhiều niềm vui. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, hàng nghìn người dân trên mọi miền Tổ quốc lại về với khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Người dân về dâng hương dâng hoa tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những hoạt động này cũng đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Từ sáng sớm, đã có rất đông người dân và du khách về đây để có thể dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới mái nhà tranh đơn sơ, giản dị, được nghe những câu chuyện về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ, ai cũng tự hào và xúc động. Về thăm quê bác, cho các con cảm nhận lại được về cái không gian văn hóa lịch sử, làng quê nơi bác sinh ra trưởng thành, cứ từ nghèo khó đi lên, xuất phát từ cái cuộc sống hiện tại mà bác đi tìm đường cứu nước. Khi đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng này thì em cảm thấy rất xúc động và tự hào vì đấy là nơi đã nuôi dưỡng đến người anh hùng dân tộc mang lại sự tự do cho đất nước. Bản thân em là một người trong thế hệ trẻ thì chúng em cảm thấy rất tự hào khi được sống trong một đất nước hòa bình như hôm nay. Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, khu di tích Kim Liên đón khoảng 200 đến 300 đoàn khách với trên 10.000 lượt du khách về tham quan. Về quê bác cũng là cách để mọi người chúng ta cùng ôn lại lịch sử, tiếp thêm động lực, tinh thần và trách nhiệm học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, các địa điểm di tích văn hóa, lịch sử tại nhiều địa phương trên cả nước đã có nhiều hoạt động đa dạng mới mẻ, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách. Tại Hà Nội, khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám đón khoảng 3.000 đến 5.000 lượt khách tham quan mỗi ngày. Nhiều khu vực khác như là phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Công viên Thủ Lệ cũng ghi nhận lượng khách tăng cao. Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây với chương trình vui đón Tết độc lập đón gấp đôi lượng khách so với cùng kỳ năm ngoái. Có những trung tâm mua sắm, vui chơi, giải trí đón khoảng 50.000 lượt khách một ngày. Tỉnh Quảng Ninh đã đón gần 320.000 lượt khách trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, đạt 150% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế ước đạt 19.000 lượt. Khách đến tập trung ở một số khu, điểm du lịch như Vịnh Hạ Long, khu danh thắng di tích Yên Tử, Chùa Ba Vàng, Bảo tàng Quảng Ninh.
khách Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái đạt gần 9.500 lượt. Tại Bà Rịa, Vũng Tàu, lễ hội bia quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức xuyên đêm tới sáng từ mùng 2 đến mùng 3 tháng 9. Lễ hội là cơ hội để du khách trải nghiệm phong cách uống bia, ẩm thực từ 6 quốc gia khác nhau, thu hút khoảng 150.000 người tham gia. Còn tại huyện Xuyên Mộc, lễ hội Let's Tram Fest cũng đã thu hút khoảng 20.000 người tham gia với đa dạng các hoạt động từ thể thao dưới nước, thả diều, ẩm thực cho đến đại nhạc hội. Tại thành phố Hồ Chí Minh, suốt 3 ngày qua, ngay từ sáng, hàng trăm người đã đứng xếp hàng vào tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh. Bảo tàng không nghỉ trưa, phục vụ từ 7:30 đến 17:30. Bảo tàng Biệt động Sài Gòn Gia Định sau vài ngày khai trương cũng là điểm đến được đông đảo du khách trong và ngoài nước ghé tham quan. Thưa quý vị, không khí vui tươi trong những ngày kỷ niệm Quốc Khánh có ở khắp mọi làng quê. Bên cạnh niềm vui chung với đồng bào cả nước thì riêng với người dân Hải Hậu, tỉnh Nam Định, đó còn là tâm trạng háo hức đón chờ một dịp Tết rất đặc biệt mà họ vẫn quen gọi là Tết Độc Lập. Đây là dịp để những sắc màu văn hóa truyền thống lan tỏa và gắn kết tình đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo. Nhà thi đấu của huyện Hải Hậu đã không còn cả một chỗ đứng. Gần 30 đội bóng chuyền hơi tranh tài đã tạo nên một không khí của một ngày hội thể thao. Mọi mệt nhọc qua đi, chỉ còn đó những niềm vui trọn vẹn. Các chị em tập trung thi đấu, còn chuyện cổ vũ đã có những ông chồng. Không biết là vợ anh thì có đi tập bóng chuyền hơi không ạ? Có chứ, mình cổ vũ chứ, mình cổ vũ 100%. Có đi. Tiếng chống hội cùng với đội múa lân đã trở thành những hình ảnh thân quen ở mỗi làng quê vào dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, vừa tạo nên bầu không khí sôi động, vừa trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống. Những ngày này, ở mỗi góc phố, con đường ở Hải Hậu đều rộn ràng hơn với những nhóm múa lân phục vụ bà con. Đông nhất và sôi động nhất chính là quảng trường trung tâm huyện. Những màn đồng diễn của hơn 1.000 diễn viên cùng hàng loạt những bộ môn nghệ thuật truyền thống đã làm cho không khí của ngày Tết Độc Lập thêm phần rộn ràng và đậm đà sắc màu quê hương miền biển. Đối với người dân Hải Hậu thì ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 thực sự là ngày một ngày Tết Độc Lập. Bà con ở khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc đều quay trở về quê hương để tụ họp, để chứng kiến những cái ngày hội diễn ra ở trong ngày này. Và qua đây tôi thấy là tình làng nghĩa xóm được bền chặt hơn. Được trực tiếp tham gia biểu diễn trong ngày Tết Độc Lập tại quê nhà sẽ là kỷ niệm khó quên với những bạn nhỏ này. Sắc cờ Tổ quốc sẽ in sâu hơn trong tim của các em, để rồi mai sau, chính các em sẽ là những người tiếp tục gìn giữ bản sắc quê hương, dựng xây đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Bác Hồ kính yêu. Trong phần cuối chương trình sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết. Bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin 21 giờ tối nay trên VTV4.